Vậy thì mấy ông phải xài hàng chất lượng thôi. Ống nhựa UPVC, HDPE, PPR và phụ kiện của thương hiệu Hoa Sen được sản xuất trên dây chuyền công nghệ Đức đặc chuẩn quốc tế. Ống nhựa Hoa Sen đúng là vừa tốt vừa. Lại bền chân. Ống nhựa Hoa Sen, những nguồn hạnh phúc. Kính chào quý vị và các bạn. Bão số 11 đang trên đà mạnh thêm. Từ sáng nay đã tăng lên cấp 10. Quanh tâm bão, mây dông phát triển đậm đặc. Cường độ bão sẽ còn mạnh thêm trong 24 giờ tới. Dự báo đến 10 giờ ngày mai, khi còn cách huyện đảo Hoàng Sa khoảng 370 km về phía đông bắc, cường độ bão sẽ đạt tới cấp 12, giật cấp 15. Cho đến khi nằm trên khu vực phía bắc đảo Hải Nam Trung Quốc, cường độ bão vẫn còn là cấp 10, giật cấp 13. Sau đó, bão sẽ đi vào vịnh Bắc Bộ và có xu hướng là trúc xuống phía nam. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới với gió mạnh cấp 6 trở lên được xác định là phía Bắc vĩ tuyến 14 và phía Đông kinh tuyến 111. Những vùng biển mà bão đi qua sẽ lần lượt chuyển xấu. Ngay trong hôm nay là khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 7 đến cấp 9, sau tăng lên cấp 10 đến cấp 12, giật cấp 15, biển động dữ dội. Với huyện đảo Hoàng Sa, chiều nay gió mạnh cấp 6, cấp 7, từ đêm sẽ tăng lên cấp 8, cấp 9, giật cấp 12, biển động rất mạnh. Ngoài ra, hoàn lưu bão số 11 cũng sẽ khiến cho khu vực giữa và Nam Biển Đông, huyện đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang có mưa rông, đi kèm gió giật cấp 7, cấp 8. Bão số 11 nối với giải hội tụ nhiệt đới cũng gây thời tiết xấu cho đất liền các tỉnh thành phía Nam. Cảnh báo trong chiều và tối nay, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận và Nam Bộ sẽ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Trái lại, từ Quảng Ngãi trở ra miền Bắc lại tạnh giáo, nhất là khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An, trời ít mây, nắng chói từ sớm. Và dự báo là nắng sẽ còn duy trì trong suốt chiều nay, nhưng nhiệt độ sẽ không quá cao, phổ biến sẽ là 28 đến 32 độ. Lũ trên sông Bưởi tại Thanh Hóa và sông Hoàng Long ở Ninh Bình vẫn đang xuống khá chậm. Sáng nay, mực nước trên hai sông này vẫn trên báo động 3. Dự báo trong 12 giờ tới, sông Hoàng Long xuống thêm được 31cm, dưới báo động 3 không đáng kể, nên tình trạng ngập lụt vẫn tiếp diễn ở Ninh Bình. Sông Bưởi tại Thanh Hóa trên báo động 2 khoảng 0m40. Và cuối cùng sẽ là phần dự báo cho các vùng trên cả nước trong chiều và tối nay.